vị đang theo dõi bản tin nóng Sài Gòn của Báo Lao Động hôm nay ngày 2 tháng 6. Ngay bây giờ hãy cùng Thanh Chân điểm những thông tin đáng chú ý nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong vòng 24 giờ qua. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong tháng 6, mưa dông vẫn duy trì chủ đạo tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ. Nhiệt độ tại khu vực cũng giảm hẳn so với các tháng trước. Trong tháng 6 thì khả năng xuất hiện 1 đến 2 xoáy thuận nhiệt đới trên biển Đông, dù không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực nhưng sẽ gây ra gió tây nam mạnh trên các khu vực biển, đất liền Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh. Người dân sinh sống trên đường Đỗ Xuân Hợp ở thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cầu Nam Lý và mong công trình về đích đúng tiến độ vào năm 2024. Theo ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Thủ Đức, dự án cầu Nam Lý có tổng quy mô là 2,69 ha, có 51 hộ dân và 3 tổ chức bị ảnh hưởng. Hiện tại khu vực vẫn còn 10 trong 54 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, trong đó có 6 hộ đang sửa chữa nhà và tháo dỡ vật liệu để bàn giao. Theo số liệu từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lũy kế đến tháng 4 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiếp nhận 6.566 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Số người có quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 4.511 trường hợp, bằng 118,6% so với cùng kỳ năm 2022, với số tiền là 116 tỷ đồng. Ngày 2 tháng 6, một nhà xưởng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Conco Textile Corporation Việt Nam, chuyên ngành kéo sợi, dệt may ở khu công nghiệp Nhân Trạch 2, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra cháy lớn, khói bốc cao hàng chục mét, bao trùm nhà xưởng. Bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thưa quý vị, các bạn, thì nhắc đến chợ nổi, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều nghĩ ngay đến miền Tây sông nước, nơi có những chiếc xuồng chở đầy những hàng hóa tập trung lại buôn bán. Tuy nhiên thì khi đến với Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người sẽ bất ngờ thấy một chợ nổi nằm ngay giữa lòng thành phố. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Khu chợ này được khoác dọc bờ kênh Tẻ, nằm trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7. Những tiểu thương tại đây hầu hết đều là người dân từ các tỉnh miền Tây như Bến Tre, An Giang, Cần Thơ. Những mặt hàng được bán ra tập trung nhiều nhất là các loại trái cây như chuối, xoài, cam, ổi mận. Tại đây, chúng ta sẽ cảm nhận được những sinh hoạt đời thường đậm chất miền Tây ngay tại trung tâm sầm uất, náo nhiệt. Chị thấy này bán 20 năm rồi đó. Đời ba chị là có bán ở đây, chị bán mười mấy năm rồi, chắc cũng không mấy 30 năm á. Lâu rồi, xưa giờ là đã có rồi. Giá cả ở đây thường được các thuyền buôn lấy giá sỉ, đồng giá, cho nên người mua thường yên tâm không hề trả giá. Mỗi nải chuối có giá từ 10 đến 20.000 đồng, giá chôm chôm, thanh long chỉ khoảng 10.000 đồng một ký. 4.000, 3.000, vậy đó, nhờ số nhiều, ví dụ 40 trái rồi giá quy ra lợi nhiêu, ví dụ 4.000, nhiều nhất là 4.000, 3.000. Tại nó có lời mà cũng đỡ hơn đi bán giấy số. Điều đặc biệt tại chợ nổi ở gần cầu Kênh Tẻ chính là sự giao thoa giữa con người và thiên nhiên. Người dân khi đi qua đây có thể ngắm nhìn dòng sông Kênh Tẻ trong lành bao quanh chợ. Điều này tạo nên không gian thanh bình và thú vị mà ít nơi nào có được. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nóng Sài Gòn của chúng tôi. Bản tin sẽ phát sóng lúc 19 giờ hàng ngày trên Lao Động.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.